Chào các em. Hôm nay thầy còn một cái nick nữa của lớp 7 để thì cũng phí. Thầy sẽ thi cho các em thành cái nick số 3 vòng 14 để chuẩn bị sử dụng mấy cái nick đó để thi vòng huyện ha. Như vậy là vòng huyện bảng A là đã tạm bị hoãn lại. Thì các em có thêm cơ hội để các em luyện công ha. Có thêm cơ hội để mình ôn. Nhất là những em bảng A đó, không biết đề có khó hay không. Thì hiện tại cái khóa học V73 là thầy đã mở rồi ha. Các em có thể đăng ký tham gia nếu thích để làm được thêm cái gì hay cái đó. Cái ngày đăng ký thì các em đăng ký lúc nào cũng được. Các em sẽ được học lại từ cái bài đầu tiên, chứ không có bị mất bài nào đâu mà lo ha. Rồi, ta chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi như lệ thường. Các em cùng với làm với thầy. Bài đầu tiên, bài thi đầu tiên. Đừng để điểm rơi. Các em để ý là vòng 14 cái đề nó rất là khó. Rồi, cái này chúng ta để ý 0,8 chu kỳ. 0,8 chu kỳ là mình đổi ra phân số tối giản đi. Là nó bằng 8 phần 9 các em nhé. 8 phần 9 mà bình phương lên thì ra 64 phần 81. Còn bên này là có 49. Đó, bên này mình nhân cho 9, 9,763. 63 phần 81 à. Như vậy là cái này là 64 phần 81, còn bên này là 63 phần 81, còn cái này phải lớn hơn. Còn cách đổi như thế nào thì các em coi lại khóa học V71 ha. Cách đổi số phân vô hạn tuần hoàn ra phân số tối giản thì mình học rồi. Bài này thì quá dễ dàng đi, ta làm mà rất nhiều lần rồi. Đây là bài toán cơ bản của học sinh giỏi lớp 7, em không thể không biết bài này đúng không? Cái dạng này mình không biết thì mình không có thi cử gì học sinh giỏi gì được hết á. Như vậy theo đề toán ta sẽ có là giá trị tuyệt đối của 3x cộng 4 nó sẽ bằng 20 trừ 9 là bằng 11. Đó. Như vậy là 3x cộng 4 nó có thể bằng 11 hoặc là bằng âm 11. Bây giờ thầy sẽ chọn âm 11. Bởi vì đề bài đòi hỏi thầy tìm ra x âm cho nên thầy chọn 3x cộng 4 bằng bằng số âm 11. Thì cơ hội tìm x ra số âm nó cao hơn. Trừ 15, từ đây suy ra x sẽ bằng trừ 5. Tóm lại x sẽ bằng trừ 5 kem. Ta có thể thử lại. Trừ 5 nhân 3 là trừ 15, cộng 4 là trừ 11, giá trị đối là 11, cộng 9 là bằng 20. Bài này thì mình làm không biết bao nhiêu lần rồi. Các em lấy cái số 3,5. Các em thay vào chữ x, lấy 14 thay vào chữ y. Đó, cứ điểm thuộc đồ thị thì các em lấy cái hoành độ của điểm đó thay cho chữ x 3,5 này. Còn lấy tung độ của điểm đó các em thay cho chữ y là 14 này. Từ đây các em tính ra y, xin lỗi, tính ra a. A là bằng 14 chia 3,5 thì bằng 4 các em nhé. Như vậy hàm số của mình là y bằng 4 nhân x. Và từ đây mình có thể thực hiện cái việc tương tự đối với những điểm khác. M nó thuộc đồ thị đúng không? M thuộc đồ thị hàm số. M thuộc đồ thị thì ta lại làm cái chuyện tương tự như điểm N hồi nãy. Các em lấy hoành độ của điểm M là chữ M đó thay cho chữ X. Còn tung độ điểm M là 10 thay cho chữ Y. Vậy từ đây các em sẽ tìm được M các em nhé. M sẽ bằng 10 chia 4 ha. 10 mà chia 4 thì các em biết rồi, bằng 2,5. 2,5. Bài này thì mình cũng làm nhiều lần rồi. 5 mũ x. Còn cái kia mình tách ra thành 5 mũ x nhân cho 5 mũ 2 bằng 650. Dùng tính chất phân phối, 5 mũ x thì 5 mũ x nhân 1 thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Rồi lấy 5 mũ x ra dùng chung ở trong cộng 1 cộng cho 5 mũ 2 bằng 650. Như vậy là 5 mũ x sẽ bằng 650 chia cho
1 cộng 5 mũ 2 á, là bằng 26. Không? 5 mũ x sẽ bằng 650 chia 26. 650 chia 26 thì bằng 25 chứ. Đó, mà 25 thì lại bằng bằng 5 mũ 2. Vậy 5 mũ x bằng 5 mũ 2 có nghĩa x sẽ bằng bằng 2 các bạn. Hai số hữu tỉ nhân nhau âm thì một số dương một số âm và giá trị tuyệt đối chúng bằng nhau. Giờ một số dương một số âm giá trị tuyệt đối bằng nhau lấy chia nhau thì ra được phân số là trừ một. À. Bài này thì mình cũng làm khá nhiều lần rồi, mình làm quá nhiều lần rồi. Thì từ cái đề bài 7 nhân A thì thầy cho 7 xuống mẫu nó sẽ thành 1 phần 7 nhé. Bên này là B, 9 xuống mẫu là thành 1 phần 9. Bên kia cũng vậy, 21 xuống mẫu là thành 1 phần 21. Rồi giờ thầy lấy A trừ B cộng C trên tử là thành 15. A trừ B cộng C bằng 15. Thì ở dưới bắt trước sẽ là 1 phần 7 trừ cho 1 phần 9 và cộng cho 1 phần 21 là bằng 5 phần 63. Rồi 15 mà chia cho 5 phần 63 thì bằng 189 các bạn. Không? Bây giờ các em để ý nè, 3 phân số này, xin lỗi 3 tỷ số này nó bằng nhau thì nó cũng sẽ bằng là A cộng B trừ C tất cả trên 1 phần 7. Bắt chước tử ha, A cộng B thì ở dưới là 1 cộng 1 phần 9, 1 phần 7 cộng 1 phần 9, trừ C thì ở dưới sẽ là trừ 1 phần 21. Đó, như vậy từ đây các em sẽ suy ra được là gì? A cộng B trừ C sẽ bằng 189 nhân cho cái mẫu này, nhân chéo lên mà. Các em ngẫm nghĩ nha, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn theo cái cách làm đó. Đúng là học sinh giỏi. 1 phần 7 cộng cho 1 phần 9 trừ cho 1 phần 21. 1 7 cộng 1 9 trừ 1 phần 21 được bao nhiêu nhân cho 189 bằng 39 nha. Đó là A cộng B trừ C thôi là bằng 39, rồi còn phải bình phương lên nữa. Em lấy 39 bình phương lên thì bằng 1521. 1521 đó là đáp án cuối cùng. Tiếp tục bài này các em vẽ hình nhanh đi thì các em sẽ thấy chuyện nó cũng đơn giản thôi. Giờ thầy cũng đang rảnh mà, thầy sẽ giúp các em vẽ hình. Cho tam giác ABC có góc bằng 120, cố tình vẽ cho đúng 120 cái cỡ này. ABC A nè, B nè, C nè, phân giác BD và CE, phân giác BD đây, CE đây, cắt nhau tại O. Rồi bây giờ nếu góc ở trên là 120 thì tổng góc B này và góc C này, cái BD và CE thì thầy nới dài nó mới ra các em nhé. Đây là E, đây là D này. Đó. Góc B to cộng góc C to sẽ bằng 60 bởi vì trên này 120 rồi. Như vậy nửa góc B cộng nửa góc C sẽ bằng 30. B to này cộng C to là bằng 60. Thì nửa B cộng nửa C sẽ bằng 30. Các em coi lại khoa học V82 á. Nếu nửa góc B dưới cộng nửa góc C dưới bằng 30 thì góc BOC sẽ là 150 ha. Rồi giờ các em vẽ góc BOM sao cho nó bằng 30. Góc CON cũng bằng 30 thì góc BOC 150
mà hai góc hai bên đó là 30 thì góc ở giữa bao nhiêu? Các em tính nhẩm thử coi. Bên này 30, bên này cũng 30. Như vậy 150 bị trừ cho 30, trừ cho 30 thì còn 90. Vậy là cái góc giữa này là bằng 90 nè. Nhá. Các em tự suy ngẫm đi. Các em sẽ thấy là hoàn toàn đúng hết. Thầy không nói sai câu nào hết. À, MN sẽ bằng 90. Tiếp tục vẽ hình rồi nhé, thì coi bài nào thật khó thì mới đáng vẽ hình thì vẽ nha. Cho tam giác ABC có góc A 90 trên BC, các em lấy K trên trên BC, lấy K sẽ cho B cao hơn BA, tia phân giác góc B cắt AC tại D, rồi lúc đó BKD sẽ bằng 90 độ nha. Hai tam giác bằng nhau, em vẽ hình ra đi, em sẽ thấy tam giác BAD bằng tam giác BKD theo trường hợp cạnh góc cạnh nha. Lúc đó góc K sẽ bằng góc A, hai góc tương ứng, mà góc A bằng 90 thì góc K bằng 90 thôi. Ngẫm nghĩ từng lời thầy rồi nhìn vô cái hình của các em á. Bài này thì thầy giảng không biết bao nhiêu lần rồi ha. Dùng kỹ thuật trong khóa học V81 á, V71 á, em sẽ làm rất nhanh bài này. Còn nếu làm đúng toán học á, thì các em sẽ thấy biểu thức A nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 2n cộng 2 cộng 5 trên n cộng 1 ha. Mình tách ra. Cuối cùng nó sẽ bằng 2n cộng 1. Cái này thầy giảng tắt thôi nha. Trong khóa học V71, V72 thầy đã giảng kỹ rồi. Xin lỗi, đây là bằng 2 thôi. Tức là 2n cộng 1 trên n cộng 1. Như vậy là bằng 2 cộng cho này. Bây giờ muốn A thuộc Z á, thì N cộng 1 phải là ước của 5. Như vậy là N cộng 1 phải bằng, N cộng 1 phải là ước của 5, tức là trừ 5, trừ 1, 1 và 5. Rồi từ đây các em sẽ tự giải ra thôi. Ước của 5 là trừ 5, trừ 1, 1, 5. Thì sắp tăng dần luôn rồi đó. Vậy n sẽ bằng trừ 6, n cộng 1 bằng trừ 5 thì n bằng trừ 6, n cộng 1 bằng trừ 5 thì n bằng trừ 6, còn n cộng 1 bằng trừ 1 thì n sẽ bằng trừ 2, n cộng 1 bằng 1 thì n bằng 0, và cuối cùng là n cộng 1 bằng 5 á, thì n bằng 4 các em nha. Vậy thôi các em ha, em nộp bài thôi. Rồi, bài khó rồi. Hai máy bay cùng bay từ A đến B. Coi như hai cái xe đi. Máy bay thứ nhất bay hết 1 giờ 40 phút. Máy bay thứ hai bay hết 1 giờ 50 phút. Biết rằng cứ 1 phút thì máy bay này bay nhanh hơn máy bay kia 1 km. À, cái đề có vẻ rối hả? Đừng lo, đừng lo. Để tính vận tốc. Rồi, gọi quãng đường là S đi. Gọi quãng đường là AB đi. Thì vận tốc của xe à, của máy bay thứ nhất á, thì gọi là V1 đi. Sẽ bằng V bằng S chia T, tức là lấy quãng đường AB chia cho thời gian 1 giờ 40 phút thì nó sẽ là bao nhiêu? Đổi ra giờ đi, 1 giờ 40 phút. 1 giờ 40 phút là đổi ra phân số là bằng 5/3. Không? 5/3. Đó là vận tốc của máy bay thứ nhất. Vận tốc của máy bay thứ hai là cũng lấy quãng đường AB chia cho thời gian. Thời gian là 1 giờ 50 phút. Thì nó bằng 11/6 nè. 11/6. Đó. Rồi theo đề á, thì mỗi phút là máy bay này nhanh hơn máy bay kia, tức là vận tốc của máy máy bay này. Đây nè, vận tốc của máy bay thứ nhất
sẽ cao hơn vận tốc của máy bay thứ hai, bởi vì nó bay ít ít thời gian hơn mà. Đó, trừ cái này ra là sẽ ra phần chân. Mỗi phút máy bay này nhanh hơn máy bay kia 1 km, vậy mỗi giờ sẽ bay nhanh hơn 60 km, vậy cái này trừ nhau là ra 60 ha. Đây là mỗi giờ máy bay thứ nhất bay được, còn đây là mỗi giờ máy bay thứ hai bay được, và nó chênh nhau mỗi giờ là 60 km. Để thay đổi AB thành x đi, coi như giải bài toán tìm x ha. Rồi các em dùng chức năng tìm x ha, ta sẽ có là 3x trên 5, thầy đảo lại luôn á. Rồi dùng chức năng tìm x trong khóa học V71 thôi, 6x trên 11 bằng 60, rồi giải tìm x. Vậy quãng đường nó sẽ ra là 11, 1001. Quãng đường ra 1001 thì suy ra vận tốc của máy bay nhanh, tức là V1 đó. V1 sẽ bằng 1001 chia cho 5 phần 3, chia cho 5 phần 3 cái là bằng 660. Đó. Tiện tay thì tính luôn vận tốc máy bay chậm là lấy 1001 chia cho 11 phần 6 là nó ra 600. Đó. Người ta hỏi vận tốc máy bay nhanh thì mình gõ 660. Vậy các em nhé, ngẫm nghĩ đi, rồi các em sẽ hiểu thầy đang giảng cái gì thôi. Rồi, bài thi thứ nhất xong. Bài thi thứ hai. Các em cứ tua tới tua lui á, ngẫm nghĩ là các em sẽ hiểu thầy giảng cái gì thôi. Bộ ba nào có thể là ba cạnh của một tam giác? Thì các em chưa học bức hình thức tam giác đúng không? Nhưng mà sau này các em học rồi á thì các em thấy muốn là một tam giác, muốn là một tam giác á thì tổng của hai cạnh ngắn ngắn hơn thì phải lớn hơn cái cạnh dài nhất của tam giác. Tổng hai cạnh nhỏ sẽ phải lớn hơn cạnh cạnh dài nhất ha. Bây giờ cạnh hai cạnh nhỏ là 2 cộng 4 là bằng 6, không có lớn hơn 8 bỏ. 2 cộng 3. 2 cộng 3. À, cạnh dài nhất ở đây là 33 30 dm. Thì các em lấy 20 dm cộng 4 dm là bằng 24 thì không có lớn hơn 30 bỏ. Cái này nó đơn vị nó lệch nhau nghe, coi chừng bị lừa. Thì cái này cũng vậy, 2 cm, 3 cm và 4 cm. Thì mình lấy cạnh lớn nhất mình để dành lại là 4 cm, 2 cộng 3 là hai cạnh ngắn hơn cộng lại là 5, 5 lớn hơn 4. Rồi ok, cái này nè. Còn cái này các em lấy 1 cộng 3 là đâu có lớn hơn 5 đâu. Vậy lấy đáp án này nha. Một tam giác á, nó có diện tích 6 cm, diện tích là 6 cm thì một cạnh là y và đường cao tương ứng là x. Thì cái này mình dùng thức tính diện tích tam giác của mấy em tiểu học thôi. Mấy em tiểu học quá là diện tích là sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho cạnh y và nhân cho đường cao tương ứng là nhân cho x. Đó là công thức tính diện tích đó. Và theo đề thì diện tích này nó bằng cái gì à? Nó bằng 6. Vậy có nghĩa là cái này là bằng 6 này kia. Đó. Như vậy suy ra là x nhân y sẽ bằng 12. Hay là x sẽ bằng 12 chia y, hay là y sẽ bằng 12 chia x. Đó là những công thức anh em. Y bằng x chia 12 là sai này. Y phải bằng 12 chia x mới đúng. X bằng 12y là sai luôn, y bằng 12x là sai luôn. Vậy chỉ công thức cuối là đúng thôi, y bằng 12 chia x, y bằng 12 chia x là đúng, bởi vì x nhân y bằng 12 mà. Công thức này kia. Cho ba số tỷ lệ với 3, 5, 9. Tổng của chúng thôi, cái này các em làm nháp đi. À, ba số 3, 5, 9 thì tổng sẽ là 3 cộng 5 cộng 9. 3 cộng 5 cộng 9 là bằng 17 phần, mà là 93,5. 93,5 chia cho 17 phần là mỗi phần được 11 phần 2, tức là bằng 5,5. Mỗi phần là 5,5. Z trừ x, z trừ x là 9 phần trừ 3 phần là thành 6 phần. 6 phần mà mỗi phần 5,5, vậy các em lấy 6 nhân 5,5 là bằng 33. Đây đáp án là 33.
đô thị số im AX là một đường thẳng đi qua góc tọa độ chắc chắn rồi. À, cái này lý thuyết mình học rồi mà. Số tự nhiên A chia thành 3 phần tỷ lệ nghịch. Bây giờ gọi gọi 3 phần chia ra là x, y và z. 3 phần chia ra từ số A đó. Thì các em sẽ có là x cộng y cộng z là sẽ bằng A. Rồi ba số này tỷ lệ với lại 3, 5 và 2. Tỷ lệ nghịch nha. Tỷ lệ nghịch tức là tích tích không đổi. Vậy là 3x sẽ bằng 5y và bằng 2z. Đó. Rồi thêm một dữ kiện nữa là x mũ 2 cộng cho y mũ 2 cộng cho z mũ 2 là bằng 361. Cái này thầy đã giải ở trong khóa học V71, V72 rất nhiều lần. Rất nhiều lần rồi nha. Thành ra giờ bài này thầy không có giải nữa, tự các em sẽ giải. Giờ bài này thầy chỉ điền đáp án thôi để qua câu khác coi có dạng khác khó hơn hay không. Đáp án của nó sẽ là 31 các em. Tự giải nha, các em coi lại khóa học V772. Rồi bài này có một cách làm mà hơi thô thiển, đó là mình cho A bằng 1, B bằng 2, C bằng 3 luôn. Rồi mình thay vô mình tính thôi. Thì cách làm nó cũng hữu hiệu lắm, nhưng mà thầy không có khuyến khích đâu các em nhé. Vậy lúc đó A lớn nó sẽ bằng gì? 5 cộng 2 cộng 8. Xin lỗi, 5 nhân 1 là 5, 2 nhân 2 sẽ thành 4. Còn 8 nhân C là 8 nhân 3 là bằng 24. Còn ở dưới là trừ 7. Trừ 4 nhân 2 là thành trừ 8. Cộng 6 nhân 3 là cộng 18. Vậy nó sẽ bằng gì? 5 cộng 4 cộng 24 bằng chia mở ngoặc trừ 7 trừ 8 cộng 18 11 nha, bằng 11. Đó là giải lũy nha. Còn cái giải đúng là A sẽ là bằng 1K, B là bằng 2K, C bằng 3K, là cái thay vào đây giải. Rút gọn K trên tử và dưới mẫu nó cũng ra 11 thôi. Một vườn hoa có chiều dài 8,5, xin lỗi, chiều dài 100, chiều rộng 85. Thì bài này cũng dễ thôi. Đáp án sẽ là bài toán tỷ lệ thuận thôi các em. Các em tự giải đi ha. 4 phần tính tổng số phần lại. Tính tổng số phần lại thôi. Rồi lại tính một phần là nhân ra ha. Đáp án cuối cùng này. 1 xe máy dự định. 1 xe máy định ha. Như vậy là thầy gọi là vận tốc dự định đi. V định. V dự định là VGD đó. Là bằng bao nhiêu không biết. Như bài này mình làm rồi. Một xe máy dự định. Giờ thầy gọi vận tốc dự định. Vận tốc dự định là V hay là A đi. Km trên giờ ha. Một xe máy dự định đi từ A tới B với vận tốc 40 km trên giờ trong 3 giờ. Như vậy thời gian dự định, xin lỗi các em, thời gian dự định sẽ là T bằng S chia V. Lấy vận tốc, đâu có, một xe máy dự định đi từ A tới B với vận tốc 40 km trong 3 giờ. Như vậy mình tính được quãng đường AB rồi đó. Đó. Thì quãng đường AB sẽ bằng 40 nhân 3 là bằng 120. 120 km đó. Nhưng do đường trễ, như vậy thời gian bỏ ra, thời gian thực tế nè, do đường dễ đi, thời gian thực tế đi, ta mình lấy 120, mình chia cho vận tốc 45
mình ra nhiêu nhỉ? 120 chia 45 là nó ra 8 phần 3 giờ các em. Nó ra 8 phần 3 giờ. Đó, định đi 3 giờ thôi mà thật ra đi có 2 tiếng với lại 2 phần 3 giờ nữa. Như vậy là 2 tiếng là 2 giờ. Còn 2 phần 3 giờ là 40 phút. Ha. 2 giờ 40 phút để vậy cho dễ hiểu. 8 phần 3 giờ là bằng 1 giờ với 2, 2 giờ với 2 phần 3 giờ. Như vậy nếu ông đi từ 7 giờ sáng thì ông sẽ tới nơi vào lúc 9 giờ 40 phút. 7 giờ cộng 2 giờ 40 phút là bằng 9 giờ 40 phút. Ha. Cho tam giác ABC, vẽ hình nữa. Tam giác ABC, hai đường phân giác ngoài đỉnh A, hai đường phân giác ngoài của đỉnh A. Và đỉnh B cắt nhau tại G, tạo thành cái góc là 50 độ. Rồi tính góc C. Bài này cũng hay á. Thầy vẽ hình nhé. Vẽ hình nhanh kìa. Cho tam giác ABC. Rồi giờ thầy vẽ cái phân giác ngoài của góc A với góc B. Phân giác ngoài. Phân giác ngoài cắt nhau và tạo thành góc 50 độ. A đây các em, B đây các em. Đây là B. Còn đây là C đi. Rồi các bạn cắt nhau tại G, đặt tên G ha. Rồi đây 50 độ, hai tia phân giác cắt đây tại năm góc AGB 50 độ. Bây giờ thầy gọi số đo độ là x y đi cho nó dễ nói chuyện. Ở đây là x độ, ở đây cũng là x độ, phân giác mà. Đây y độ thì đây cũng y độ. Đây tia là tia phân giác của cái góc ngoài tại A mà. Rồi như vậy các em thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Em sẽ thấy rõ ràng là, rồi các bạn sẽ thấy rõ ràng một cái điều rất dễ thấy. Đó là x cộng y nó sẽ bằng 180 độ trừ 50, tức là ra 130 độ. Từ đây suy ra là x cộng y cộng y, tức là bốn góc này cộng lại luôn nè. Đó, bốn góc này cộng lại là nó sẽ gấp đôi, 130 là 260 đúng không? Rồi như vậy là hai cái góc, hai cái góc bên cạnh đó, hai góc BAC, hai cái góc bên cạnh này kia, góc bên cạnh này cộng cho hai lần góc y, hai lần y, hai chữ y này bằng 180, góc này cộng x cũng bằng 180, thì tóm lại là góc y và góc BAC. Rồi góc x và góc ABC cộng lại là bằng 180, cộng 180 là bằng 360 ha. Như vậy suy ra là cái góc BAC cộng cho góc ABC nó sẽ bằng 180 cộng 180 rồi trừ đi x cộng y đó kìa. Tức là nó cuối cùng nó sẽ bằng 360 trừ đi 260 là bằng 100. Đúng không? 360 trừ đi 260 là sẽ bằng 100. Như vậy là góc BAC cộng ABC bằng 100 thì góc C này sẽ bằng 80. Thì tổng ba góc ABC bằng 180 mà. Thì C sẽ bằng 80 độ ha. Câu cuối cùng. Câu này thì bài toán tỷ lệ thuận thôi. Tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch thôi.
Rồi bài này thầy tóm tắt nhanh cho em nha. Tóm tắt nhanh thôi chứ thầy không có làm kỹ đâu. 3 đội sang Đức làm khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày. Đội thứ ba làm việc. Đội nhất hoàn thành 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Bây giờ số máy của đội thứ nhất thì gọi là X, số máy của đội thứ hai là Y. Số máy của đội thứ ba là Z. Tổng số máy của đội thứ nhất và đội tổng số máy của đội thứ nhất và đội thứ hai gấp 10 lần số máy của đội thứ ba. Vậy gọi số máy của ba đội là X, Y, Z thì ta sẽ có là tổng số máy của đội thứ nhất là X cộng Y sẽ bằng 10 lần số máy của đội thứ ba là 10Z. Đó. Hay nói cách khác là X cộng Y trừ 10Z sẽ bằng 0. Ba đội này làm công việc như nhau. Bây giờ đội thứ ba là làm mấy ngày xong thì thầy không biết. Thì thầy gọi là A ngày đi. Đội thứ nhất làm 4 ngày xong, đội thứ hai làm 6 ngày xong, đội thứ ba làm A ngày xong. Thì số máy và số ngày tỷ lệ thuận đúng không? À, tỷ lệ nghịch đúng không? Là 4 nhân x sẽ bằng 6 nhân y. Và sẽ bằng A nhân cho z. Đó. A nhân z. Và từ đây các em sẽ suy ra là x trên 1 phần 4 sẽ bằng y trên 1 phần 6 và bằng z. Bằng z trên 1 phần A. Rồi. Rồi bây giờ mình dùng tính chất dãy số bằng nhau thôi. Cái đề này nó hơi hóc búa các em hả? Không sao. Bây giờ mình cứ làm như bình thường thôi. Đó. Như vậy là số ngày và số máy nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. 4 máy, 6 máy, xin lỗi, 4 ngày, 6 ngày và A ngày ứng với lại X máy, Y máy và Z máy. Ở trên này thì khỏi cần dữ kiện này đi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn theo cái con đường nó đơn giản nhất. Bây giờ là số ngày và số máy sẽ tỷ lệ nghịch. Ngày máy nhiều thì ngày ít, mà máy ít thì sẽ tăng số ngày lên mới làm xong được. Vậy là 4 nhân x bằng 6 nhân y bằng a nhân z à. Rồi sau đó các em cho 4 xuống dưới mẫu nó sẽ thành 1/4, 6 xuống mẫu là 1/6, a xuống mẫu là bằng 1/a. Bây giờ các em lại để ý nè. Các em trích hai cái tỷ số đầu tiên ra làm việc thôi. Dùng tính chất dãy số bằng nhau nó sẽ bằng x cộng y trên 1/4 cộng cho 1/6. Thì tiếp tục nó sẽ bằng gì? X cộng y theo đề là bằng 10z. Thì tổng số máy của đội 1 và đội 2 là x cộng y sẽ bằng gấp 10 lần số máy của đội kia đúng không? Thì bằng 10z. Rồi ở dưới là sẽ bằng 1/4 cộng 1/6. Em lấy máy tính tính. 1/4 cộng cho 1/6 là bằng 5/12. 5/12. Đó. Vậy là xuất hiện tỷ số mới. Giờ các em thấy bắt cầu nè. Em nhìn bắt cầu à. X phần 1/4 bằng y 1/6 thì nó bằng cái này. Mà trên này x phần 1/4 bằng y phần 1/6 bằng cái này nữa. Đó. Vậy hai cái đó bằng nhau. Người ta bắt cầu cái thứ nhất với cái thứ hai. Anh này bằng bằng cái này. Vậy thôi. Hai cái này bằng nhau bởi vì cùng bằng một cái thứ ba này, x phần 1/4 nè. Rồi tới đây thầy giản lược. Bên này có z, bên này cũng có z. Vậy hai bên có z què thầy bỏ đi. Bỏ z đi, còn 1. Bỏ z đi, còn 1. 10 nhân z sẽ thành 10 rồi. Đó. Rồi cái công thức này các em sẽ tìm được a nè. 1 mà chia cho 1/a thì sẽ thành 1 nhân với a phần 1 nhân nghịch đảo. Vậy nó sẽ thành a. Còn này là 10 phần 5/2 tức là 10 chia cho
5 phần 12. Thì tới đây ta có là 10 chia 5 phần 12. 10 chia cho 5 phần 12 thì sẽ thành 24 các em nhé. 24. Thì tóm lại A bằng 24. Mà A là gì? A chính là số ngày làm xong của đội thứ ba đó. Vậy đội thứ ba sẽ làm mất 24 ngày là xong. À, vậy đáp án là đội 3. Đội 3 hoàn thành trong 24 ngày. Quậy kem nha. Bài thi số 3. Bài này các em vẽ hình ra, các em sẽ thấy AH bằng AK. Cứ vẽ ra hai tam giác bằng nhau thì AH sẽ bằng AK. Tỷ số bằng 1. Số tự nhiên N lớn nhất là bằng 2. Cái này thầy đã làm ở nick số 12 gì đó rồi, không nhớ, không biết có làm chưa. Thôi làm lại cho nó chắc ăn thêm. Làm lại cho nó chắc ăn ha. Hình như làm rồi. Cái này làm rồi. Làm mất thời gian lắm. Đúng rồi, cái này làm rồi các em. Đáp án là ra 10. Em coi lại nít 1 hay nít 2 gì đó. Mà trong cái bài giảng số 8 khóa học V73 thầy cũng có giảng rất kỹ bài này ha. Một xe tải và một xe con. Bài này ta giải ở nít số 2 rồi. Em quay lại nít số 2 coi cách giải ha. Đáp án là 140 km. Bài này nhìn có vẻ rối rắm, rối rối ten rối mù, không sao, cứ bình tĩnh mà giải quyết. Bây giờ là đầu tiên là các em coi cái 1/7 tất cả mũ 2x trừ 3 là số bị trừ, thì số chỉ bị trừ sẽ bằng hiệu cộng cho số trừ, đúng không? Như vậy là nó như thế này. Giờ phép nhân có tính giao hoán thì cái này nhân 4 thì thầy ghi 4 nhân cái này cũng được. Rồi giờ mình dùng tính chất phân phối ở bên cái phía bên phải dấu bằng thì mình lấy 1/7 tất cả mũ 4 ra dùng chung. Vậy ở trong sẽ còn lại là 4 cộng 3. Đó, em cứ ngẫm nghĩ đi. Mà 4 cộng 3 thì lại bằng 7 đó. 4 cộng 3 thì bằng 7. Còn 1/4 tất cả mũ 7 nó sẽ bằng 1 mũ 4 trên 7 mũ 4. Tiếp tục rút gọn cái này. Thì các em sẽ thấy là 1 mũ 4 là bằng 1. Còn 7 rút gọn với 7 mũ 4 là sẽ còn 7 mũ 3 dưới mẫu. Tiếp tục giải quyết tiếp. Thì các em sẽ thấy 1/7 mũ 3 chính là 1/7. 1/7 tất cả mũ 3. Như vậy chỗ này sẽ bằng là 1/7 tất cả mũ 3. Hai phân số bằng nhau. Xin lỗi, hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần cơ số thì số mũ phải bằng nhau. 2x trừ 3 sẽ bằng 3. Như vậy từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng 3 ha. 3 nhân 2 là 6, trừ 3 là bằng 3, là x bằng 3. Con chuột
Bài này thì mình giải không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi lần giải là giải lại. Thầy hướng dẫn nhanh thôi, các em tự giải quyết. X phần y bằng 2 phần 3, như vậy là x trên 2 sẽ bằng y trên 3. Còn y trên z bằng 5 phần 7, có nghĩa là y trên 5 bằng với z trên 7. Từ đây các em bắt cầu làm sao bắt cầu hai này lại được này. Đây thì các em cái công thức thứ nhất thì các em nhân hai phe cho 1 phần 5. Thì dưới này là thành 15. Dưới này là thành 10. Còn công thức thứ hai á thì các em nhân hai phe cho 1 phần hai phe là hai bên giống bằng, các em nhân cho 1 phần 3. Thì đây thành 21. Đây thành 10, 15. Như vậy giờ nó bắt cầu được rồi đó. X phần 10 bằng y phần 15 và bằng z phần 21. Rồi cộng với cái dữ kiện x cộng y cộng z bằng 46 nữa là các em sẽ giải được bài toán này quen thuộc, đúng không? Rồi sau khi tìm được x, y, z rồi thì các em sẽ lấy x cộng y trừ z và đáp án sẽ là bao nhiêu? Đáp án sẽ là 4 các em nhé. Tự giải đi. Thế nào thầy cũng giải kỹ, mất công, mất thời gian quá. Con trâu. Các em có thể vẽ hình nha. Cho đoạn MN. Cho đoạn MN. MN. Y là trung điểm. Qua y kẻ đường thẳng XY. Kẻ MC vuông góc. Kẻ ND vuông góc. Rồi hai tam giác bằng nhau các em. Tam giác. Tam giác. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh hiền góc nhọn, góc đối đỉnh với lại trung điểm nó ra cạnh hiền bằng nhau á. Vậy CY sẽ bằng DY nha. Bài toán dễ quá. Một ô tô dự định chạy từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu chạy với vận tốc 45. Cái này giải rồi, ở nick số 2 giải rồi ha. Các em quay lại nick số 2, nick số 1 gì đó. Các em coi bài giải của thầy nha. Đáp án sẽ là 270 km. Các em trở lại nick 1, nick 2 gì đó coi đi. Con heo. Cái này thì mình làm quá nhiều lần rồi. Các em xem lại khóa học V71 tự giải nha. Bài này thầy không có giải kỹ nữa, thầy giải ngoài nháp thì đưa vô thôi. 3x cộng 6. Như vậy là cộng cho 11, trừ cho 11. Đáp án sẽ là trừ 3 trừ 1 các em nhé. Còn mấy con nữa, à con ngựa. Bài này thì thay vô tính thôi chứ có gì đâu các em. Bài này các em thay vô các em tính thôi. 7 x y trừ 2 x mũ 3. Rồi nhập x bằng âm 2. Dặn xe y bằng 3. Đáp án sẽ là trừ 26 em.